Trong buổi họp ngày 9 tháng 12 năm 2014 vừa qua, Hội đồng thành phố Oakland, Bắc California đã thông qua với số phiếu tuyệt đối 8/8, đồng ý giao hợp đồng xử lý rác của thành phố cho công ty California Waste Solutions của doanh gia David Dương với thời hạn kéo dài 20 năm thay vì 10 năm như thỏa thuận trong lần họp trước. Đây là lần thứ tư Hội đồng thành phố Oakland họp bỏ phiếu về hợp đồng này, lý do là vì sự vận động cạnh tranh cản trở rất dữ dội của đối thủ là đại công ty xử lý rác Waste Management. Ngoài ra, Hội đồng thành phố cũng trao tặng bản tuyên dương cho công ty California Waste Solutions vì công ty này đã giúp tiết kiệm cho thành phố 200 triệu đô la trong 10 năm tới. Chúng ta đã đến hôm nay, ngày 9 tháng 12 năm 2014, tại Hội đồng thành phố Oakland để dự một cái buổi mà thành phố Oakland bầu và để chọn để tăng cho công ty California Waste Solutions được 20 năm thực hiện dự án thu gom xử lý rác tại thành phố này. Và cái cuộc bầu này diễn biến, đây là một cuộc bầu cuối cùng và diễn biến ra một cách rất là tốt đẹp. Và đồng thời thành phố cũng đã trao cho một cái bằng tuyên dương cho công ty chúng tôi là một cái công ty của người dân tộc thiểu số, công ty của người Việt Nam, đã thực hiện cái việc thu gom và xử lý rác thành phố này mấy chục năm nay. Và cái việc của cái đấu thầu của ngày hôm nay, thành phố này đã tiết kiệm được cho thành phố, cho người dân trong thành phố trên 200 triệu đô của 10 năm tới. Và đồng thời thành phố hôm nay đã quyết định trao cho cái hợp đồng là 20 năm trực tiếp thay vì 10 năm và cộng thêm 2 lần 5 năm và 5 năm để gia hạn. Thì hôm nay thành phố và hội đồng thành phố đã bỏ bầu và bỏ phiếu trực tiếp cho 20 năm. Trả lời thắc mắc về tin đồn trong thời gian qua rằng công ty California Waste Solutions đã thua lại hợp đồng xử lý rác trị giá 2.7 tỷ đô la, doanh gia David Dương đã giải thích rất rõ ràng về thực tế những gì đã xảy ra cũng như chiến lược về đường dài của công ty. Chúng tôi phải chờ tới ngày hôm nay, tại vì ngày hôm nay là cái ngày thành phố bầu cái lần cuối cùng để xác định cái hợp đồng chúng tôi là 20 năm và như thế nào. Chúng tôi chờ tới ngày hôm nay chúng tôi mới lên tiếng. Thì sau khi chúng hợp đồng và chúng tôi đã tính lại hết tất cả những thứ, là tại vì đây là một hợp đồng rất là lớn so với công ty Waste Management, thì họ thua cái hợp đồng này thì họ rất là đau. Thì họ tìm đủ một cách để mà họ đánh phá, họ tìm đủ một cách để họ làm cản trở để cho mình không hoạt động được. Thì sau cùng khi chúng tôi tính lại thì cái phần nào mà nó lợi nhất cho mình thì chúng tôi giữ phần đó, và cái phần nào không có lợi cho mình thì chúng tôi hợp tác lại với Waste Management. Đó, thì đây là trên phương diện hợp tác với họ. Và sắp tới đây thì thành phố này sẽ có những cái chương trình thu gom phế liệu và xử lý rác phế liệu thì là do chúng tôi, nhưng thu gom rác và xử lý rác và cây xanh thì là chúng tôi đồng hành với lại Waste Management để mà thực hiện cái việc đó trên thành phố này. Thành ra sẽ có những cái logo riêng biệt và có những cái thư hóa đơn đầu tiền hàng tháng đều có coi như là logo giữa chúng tôi và giữa Waste. Và chúng tôi nhường lại cái phần đó để cho Waste Management họ thực hiện trong 10 năm tới. Thì sau 10 năm tới thì cái hợp đồng của họ là hết hạn. Trong khi hợp đồng chúng tôi với thành phố sẽ tới 20 năm. Thì 10 năm sau thì cái quyết định chúng tôi có lấy lại hết hay không, để thực hiện hết hay không. Nhưng trong quá trình đến giờ phút này thì vì để cho dĩ hòa dĩ quý đối với một công ty lớn hàng đầu của thế giới, và một cái coi như thất bại này đối với họ rất là đau, thì chúng tôi nghĩ lại không gì hơn. Thì trên phương diện của một người làm kinh tế thì cái gì nó lợi nhất cho mình, và để gây bớt đi coi như không giảm đi bớt hận thù và tạo thêm những cái đồng đội và những người bạn để mà làm ăn chung được, để tìm được quyền lợi trong tương lai. Thí dụ như chúng tôi và Waze có thể trong tương lai sẽ phát triển đi nhiều nơi, nhiều thành phố khác cùng đồng hành với nhau để phát triển. Thì đó là những cái mà chúng tôi thấy có lợi để mình nhường họ một phần trong cái hợp đồng của chúng tôi. Và vẫn xác định lại đối với cái hợp đồng chúng tôi hiện nay đang giữ trên 20 năm này vẫn trên 1 tỷ đô la, và chúng tôi nhường lại cho họ là gần 1 tỷ đô la. I am really excited. I never thought that I would live to see this day happen in the city of Oakland, where my brother would be awarded $1 billion contract here in the city of Oakland and grow his company not just here in the East Bay but throughout the United States. So, I mean, one day he's going to be big as Waste Management, and I can't wait till that day come.
But I'm really excited. This is a great day in the city of Oakland. Award from the city of Oakland to provide all the recycling services for the entire city. This is very novel and a very honored time. This is the first time that a minority company like California Waste Solutions has won such a contract in such a prominent and such a proud city as the city of Oakland. We're very proud to be serving the city of Oakland. We're very proud of all the people from California Waste Solutions that helped us win this award against the world's largest garbage company. Chúng tôi xin cảm ơn thành phố Oakland, cảm ơn tất cả những người dân tại thành phố Oakland, chính quyền của Oakland và đặc biệt là đối với cộng đồng người Việt Nam và tất cả những cơ quan truyền thông báo chí của người Việt Nam chúng ta ở các nơi đến đây đã dự cái đêm bầu cho 20 năm cho công ty California Waste Solution. Thắng thầu trong lĩnh vực xử lý rác ở Mỹ không phải là điều dễ. Thắng thầu xử lý rác với hợp đồng bạc tỷ lại càng khó. Và thắng thầu một công ty tầm cỡ thế giới như Waste Management là điều phi thường đối với một công ty của người thiểu số ở Mỹ. Mời quý vị khán thính giả phố Bosa TV đón xem cuộc phỏng vấn chi tiết với doanh gia David Dương về những góc cạnh rắc rối, những quyết định kinh tế khôn khéo mà vị doanh gia này và công ty của ông đã làm để đưa đến kết quả chung cuộc của hợp đồng kinh tế lịch sử này.